Siêu 2000 đầu 40, hải quan chính ngạch. Con này mình dọn full mới sạch đẹp từ trong ra ngoài luôn, như cái xe thùng vậy nha mọi người. Đồ game theo xe nhiều bít xe luôn. Siêu 2000 đầu 40, hải quan chính ngạch. Con này mình dọn full mới sạch đẹp từ trong ra ngoài, bằng đồ zin theo xe rất là nhiều. Nói chung là đồ zin nhiều bít xe mà máy rất là gấu nha. Tại vì đối với những cái xe mà dọn từ trong ra ngoài như thế này á thì rất đã. Nói chung là nó vừa sạch sẽ mà nó vừa đẹp mà nó vừa chất lượng nữa. Tại vì mình làm từ trong ra ngoài á mọi người. Turbo RM 2000 đẹp quá. Bên mình thì luôn luôn có bao thay mà áo, bánh căm, bánh mâm, giá trị tương xứng mình thay miễn phí cho khách nha. Cùm zin chữ nổi, đồng hồ zin ba kim rất là đẹp. Nói chung là xe này nhìn quá phê. Rồi nhắc lại nha, Sibo 2000 đầu 40, hải quan chính ngạch, dọn full mới sạch đẹp từ trong ra ngoài, máy rất ngon. Con này mình dọn đồ zin nhiều nha các bạn. Còn ví dụ như anh em có nhu cầu nâng cấp cái gì thêm thì anh em cứ nâng cấp thêm. Ví dụ như xe này mình đang đi lòng zin mới hàng xịn với cặp bánh tăng lan 0202 cạnh vuông bản lớn, hàng zin mới. Trên cơ bản là các bạn xe 120, ví dụ như 200 mấy triệu như này không thể nào các bạn dọn đồ lô được. Đồ lô dù là mình nói đồ lô nó rõ hơn là đồ của Tân Thành, thành phố Hồ Chí Minh á. Mấy cái đồ đó là để mấy anh em làm xe giấy đi đường hoặc là xe gáp rồi được. Chứ dọn vô mấy xe hải quan chính ngạch này là chạy 1 tháng 2 tháng là banh chạnh cho nhìn thấy gớm. Rồi lúc đó là mất thương hiệu, mất tên tuổi thì mấy cái đó thôi dẹp, mình không nhớ. Rồi anh em cảm thấy hợp nhãn liên hệ với mình nha. Đối với những xe bên mình thì luôn luôn có bao thay màu áo, bánh căm, bánh mâm, giá trị tương xứng là cửa hàng sẽ thay miễn phí cho khách. Bên cạnh đó xe nào còn đang đeo biển số thì có hỗ trợ gấp nha các bạn. Còn xe nào mà đứt chống như cái xe này vậy nè là nghĩa là hồ sơ đã rút sẵn cầm tay rồi đó. Rồi cảm ơn mọi người đã xem clip.